Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Vào ngày 25 tháng 8 mình có một cái video hướng dẫn các bạn tham gia dự án DeFi nền Testnet trên hệ sinh thái ECB này các bạn. Thì do quá nhiều thông tin gỡ sai không hợp lệ các bạn nên không có thể nhận airdrop của dự án DeFi nền Testnet này được. Nên dự án nó cần xác minh lại nha các bạn. Thì bạn nào có làm theo dự án cùng tham gia gian này với mình thì các bạn cần phải xác minh tài khoản lên nha các bạn. Thì không biết tất cả các bạn có theo dõi video của mình không, thì video mình đã làm chính xác các bạn. Để cho chắc ăn hơn thì mình sẽ verify tài khoản của mình lại nha các bạn. Thì để verify tài khoản lại thì bằng cách là các bạn nhấp vào cái link Discord của nó các bạn. Các bạn dán vào trình duyệt Chrome các bạn. Các bạn mở Discord tất cả bạn ra lại các bạn. Thì link Discord mình có để phần link mô tả dưới video cho các bạn luôn các bạn. Sau đó các bạn chấp nhận lời mời rồi các bạn. Rồi, sau khi chấp nhận lời mời xong thì các bạn trở về cái link dự án là DeFi nền của mình trước kia tất cả các bạn. Rồi ta. Rồi, các bạn nhấp vào dự án DeFi nền này các bạn. Các bạn chọn trang web cho máy tính đi các bạn. Rồi các bạn login nha tất cả các bạn. Mình thì rồi, sau đó thì các bạn nhấp vào cái mục gạch trên cùng nè các bạn. Rồi, các bạn copy cái ID này nè các bạn. Cái dòng trên cùng nữa tất cả các bạn. Copy lại các bạn. Rồi, sau đó các bạn trở về con Discord nãy các bạn. Rồi, sau đó thì các bạn copy cái chữ verify của tất cả các bạn trên đây nè các bạn. Và các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Các bạn bấm vào một ID của một người bạn nào trên đây đi. Rồi các bạn sao chép vào đây nha các bạn. Rồi sau đó các bạn gửi là một cái địa chỉ với DeFi nền của tất cả các bạn hồi nãy nè các bạn. Đâu rồi ta? Trên đây nè các bạn. Rồi mình copy lại nha các bạn. Sau đó các bạn bắt up lại con Discord này nè. Rồi tất cả các bạn dán tiếp vào đây nha các bạn. Rồi các bạn kiểm tra lại coi. Rồi các bạn chỉ bấm gỡ thôi các bạn. Rồi sau đó thì cái bước tiếp theo thì các bạn mở cái link tài Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn copy cái dòng chữ này nè các bạn. Mình có để dưới phần link mô tả dưới video luôn các bạn. Từ dòng chữ HIDIT nè. Rồi các bạn sẽ chép nha các bạn. Rồi các bạn gửi lên cái dòng tờ Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Thì các bạn gửi lên tờ Twitter trước kia các bạn đã follow dự án nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một hồ sơ nữa các bạn. Rồi các bạn bấm vào một số cộng nữa các bạn. Rồi thì đúng rồi, nếu kia mình tờ tweet lên cái dòng này nè các bạn. Các bạn nhấp vào tờ tweet nữa các bạn. Các bạn dán cái dòng chữ đó vào nữa các bạn. Sau đó các bạn thêm ID vào nữa. Thì mới đi thì các bạn mở cái dự án DeFi nền của tất cả các bạn ra lại nè các bạn. Rồi các bạn cũng copy cái ID này nè các bạn. Rồi cái ID và account hết ta để coi các bạn. Cho nha các bạn. Các bạn lưu ý các bạn copy cái ID này nè các bạn. Dùng trên đó nghe các bạn. Để các bạn copy lộn. Rồi sau đó các bạn mở tờ Twitter của tất cả các bạn ra lại nè. Rồi các bạn dán cái ID để vào tờ Twitter của bạn chỗ này nè các bạn. Rồi sau đó các bạn tweet lại là xong nha các bạn. Để mình coi nó yêu cầu gì thêm không các bạn. Tôi quyết sau khi cô này gửi đi từ khoảng thay vì đi chính. Một số người đã quên quán đổi, một số độc hại đã quay đi có cô này. Trên tôi quyết nội dung như sau. Rồi ý chú những người. Phan các bạn chụp xíu. Ok, như vậy là xong các bạn. Mình tôi quyết như vậy là xong các bạn. Thì dự án Verify này nó chỉ diễn ra trong vòng 3 ngày thôi các bạn. Các bạn nên cố gắng làm nhanh các bạn. Để Linh Phong nó lên Discord nó kết thúc rồi các bạn. Vậy mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.